Amen. Tôi có một lời làm chứng ngắn. Có một vài lần trong vòng khoảng độ vài năm qua. I have a very short testimony and in the few time in the last few years. À, tôi bị cái bệnh nhức đầu khi mà đói bụng. À, khi mà đói bụng mà nhức đầu đến cái mức nó giống như cái búa đập vào trong đầu, chịu không có nổi. So when I'm hungry, I feel a very big headache and I couldn't even stand. Rồi lúc đó thì trong người nó muốn ói, chứ không có bình thường được. And at that time, that moment, I feel like I want to throw up. Nhưng mà khi mà đã đến cái giờ cầu nguyện rồi, thành ra mình phải đi. Yeah. But however, sometimes it's a prayer time. I have to go. Khi mà mình đi đến đó rồi, cái đầu nó càng nhức và cái bụng nó càng muốn ói nữa. Well, and when I step into the prayer meeting, I even feel hungrier and my head even hurter. Yeah. Nhưng mà khi đó mình ngồi xuống, mình cầu nguyện một hồi. And when I come, I just pray. Thì tự động cái bệnh nhức đầu nó bị gone. And that head is gone. Yeah. Và cuối cùng mình có được một đêm cầu nguyện với Chúa. Yeah. And then I have a blessing prayer night. Yeah. Và cái đó là thói quen của tôi ha. And that's what I normally do. Và tôi biết rằng Chúa nói, ai trung tín trong việc nhỏ thì Chúa nói người đó sẽ trung tín trong việc lớn. So God said if you faithful in the small thing, you'll faithful in the big thing. Amen không? Cảm ơn Thánh. Bây giờ mời Hội Thánh mở Kinh Thánh ra. Matthew chương 26 câu 39 và chúng ta cùng đọc. Please open the Bible Matthew chapter 26 verse 39. Matthew chapter 26 verse 39. Matthew chương 26 câu 39, đây là câu gốc, câu nền tảng cho lời Chúa trong buổi chiều hôm nay. This is the main verse for today. Ok, ông bà anh chị em sẵn sàng chưa? 29 Matthew xin lỗi Matthew đoạn 26 câu 39. Rồi, 26 câu 39 ha. Rồi, chúng ta cùng đọc. Rồi Ngài bước tới một ít, sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con, song không theo ý muốn con mà theo ý muốn Cha. À, quý vị nào nhờ Trang đọc lại phần tiếng Anh được không? The English speaker, please read Matthew chapter 26 verse 39. And going for a little farther, he fell on his face and prayed, saying, My Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as my will, but as your will. Amen. Tôi xin cầu nguyện cho sứ điệp buổi chiều hôm nay. Lạy Chúa, dân sự của Ngài muốn có lẽ thật để giải phóng mọi cái khía cạnh, mọi cái nan đề trong đời sống của dân sự của Ngài. Xin Chúa Ngài sức dầu cho môi miệng của con trong buổi chiều hôm nay. Và xin Chúa Ngài sức dầu cho tấm lòng của quý ông bà anh chị em trong buổi chiều hôm nay, để tất cả ai nấy đều được tiếp nhận lời của Ngài và lời của Ngài thay đổi toàn bộ cuộc đời của họ. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Đề tài hôm nay là God's will, tức là ý Chúa. Today topic is God's will. Khi mà quý vị biết, trước khi Chúa Giêsu lên Jerusalem để chịu chết, before he come to Jerusalem to get the to be crucified, để chịu bị bắt bớ, bị hành hạ, bị làm nhục, bị mắng nhiếc, và cuối cùng để chịu lên thập tự giá. So to be tormented, to be hurt, to be bitten before he come to the cross. Yeah. Chúa hằng ngày không có sợ. He was not afraid at all. Ngài biến hình ở trên núi cao. Và trong lúc đó Ngài dẫn theo Phi-rơ, Gia-cơ và Giăng. He was transformed in the mountain at the time he was with Phi-rơ, Peter and John. Và cái ngọn núi cao này là ở vùng Galilee. And this tall mountain is in Galilee. Thì hai người tiên tri là Môi-se và Ê-li hiện ra đàm đạo với Chúa, nói về cái sự thương khó tại thành Jerusalem mà Ngài sắp sửa phải chịu. So the two prophets was appear with him was Moses and Ê-li, and they were talking about the time to become, which is the crucified time.
Và Ngài biết rất rõ về sự thương khó của Ngài. And he know that time coming soon. Trong lúc mà đi lên thành Jerusalem chịu chết thì Ngài đem các môn đồ ra và nói với các môn đồ về tất cả những khổ đau mà Ngài sắp sửa phải chịu ở tại thành Jerusalem. So he spoke with his disciple about what's going on to his a few more days about what the crucified gonna be and what torment he gonna get and the beaten he gonna be. Thì các môn đồ rất là sợ hãi. And the disciple was very afraid. Dạ. Nhưng mà Ngài thì đi trước đi chịu chết, nhưng mà Ngài thì đi trước, nhưng mà các môn đồ thì rất sợ hãi. He went ahead but his disciple was so fearful. Thậm chí Phi-rơ đem Ngài ra và can ngăn Ngài, nói Đức Chúa Trời nào nỡ làm như vậy. So Peter pull him aside and say, why the Father would do that to you? Nhưng mà Chúa quở Phi-rơ và nói, hỡi Sa-tăng hãy lui ra khỏi ta. But Jesus told Peter, out, Satan. Bởi vì Ngài biết việc của Đức Chúa Trời. Because he know that God Ngài will. Biết ý của Đức Chúa Cha. He know the Father cho will. Cái chức vụ của Ngài. For him. Trong cái đêm mà sắp sửa bị nộp, tức là đêm tiệc ly, đêm cuối cùng. Yeah. So the night before he comes to the cross, it was the night you know, to say goodbye to the disciple. Yeah. Thì Chúa Ngài nhắc lại cho các môn đồ tất cả những gì Ngài sắp sửa phải chịu. So he tell all the disciple about the plan going to happen. Và sau đó cái buổi tiệc ly, cái buổi tiệc cuối cùng kết thúc, thì Ngài dẫn các môn đồ vào một cái vườn gọi là Getsemane. And before the party will end, he asked to take all these people to garden, to his disciple, to the garden of Gethsemane. Thì trong đó, nếu mà tôi đếm không lầm thì có khoảng 11 người. And the total of disciples was 11 people. Rồi Chúa kêu 8 người trong nhóm của họ ngồi tại cái chỗ này. So he asked the 8 disciples to sit over here. Xong rồi đó, Ngài dẫn 3 người còn lại là Phi-rơ, Gia-cơ và Giăng tới thêm một đoàn nữa. So he, these people sit here, but he take John, James and Peter was going to the farther place. And Chúa kêu ba môn đồ đó ngồi ở đây, rồi Chúa Ngài đi đến một khoảng xa xa bằng cách ném một cục đá, rồi Ngài bắt đầu cầu nguyện. So he asked him to sit at one place. He go a little farther and he start praying. Và khi Ngài cầu nguyện á, thì Ngài fell to the ground, tức là Ngài bị rớt xuống đất. So when he prayed, he fell and he fell to the ground. Dạ, Ngài quỳ xuống và mặt của Ngài sấp mặt xuống đất và Ngài bắt đầu cầu nguyện với Đức Chúa Cha. So he knelt down and his face was on the ground and he prayed to the Father. Dạ, và Ngài cầu nguyện khoảng một tiếng đồng hồ. He prayed about an hour. Và Ngài cầu nguyện như thế này. And this is how he prayed. Xin cho trẻ này lìa khỏi con, song không theo ý muốn của con mà theo ý muốn của cha. So he say, Father, if it is possible, let this cup pass from me, but not as my will, as your will. Dạ. Quý vị có thể nói, not my will, but your will be done. Dạ. Ý Chúa được nên. Trong tiếng Việt, in your the will Việt, be done. Your will be done. Sau đó Ngài trở lại gặp ba cái người môn đồ thân tín thì thấy họ đang ngủ. So after the prayer he came back see those three disciples and they were sleeping asleep. Yeah. Sau Chúa mà nói các con không thức với ta được một giờ sao? And he said, can you wait for me while I'm praying? Hãy tin thức và cầu nguyện nếu không bị cám dỗ. Be awake otherwise you'll be tempted. Rồi Ngài trở lại cầu nguyện. And then he come back and pray again. Và khi lần này Ngài cầu nguyện thì Ngài cầu nguyện càng là càng tha thiết với Chúa, với Chúa Cha. And this time his prayer even more sorrow, more like all his heart. Yeah. Và cái lời cầu nguyện của Ngài, Cha ơi, nếu chén này không thể lìa khỏi con được mà con phải uống thì xin ý Cha được nên. And this time his prayer is like, my Father, if it cannot pass unless I drink it, your will be done. Và sau đó, Ngài trở lại thăm các môn đồ.
And after that he leave them again and come back and see them. Thấy ba ông kia vẫn còn ngủ. And these three disciples still fall asleep. Chúa nói, tinh thần tâm linh thì mạnh mẽ nhưng mà xác thịt thì yếu đuối. Cầu nguyện đều không bị cám dỗ. God said, so Jesus said, the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Quý vị nhớ trước đó một chút, mấy người nói, ôi, tụi tôi không bỏ Chúa đâu. À, tụi tôi sống chết theo Chúa đó. Yeah. And before, a little bit before that, this disciple told him, oh, I'm gonna die for you. Nhưng mà khi mà Chúa bị bắt á, mọi người chạy toán loạn hết. But at the time he was taken to the prison, everybody ran away. You know, scatter away. Bởi vì Chúa nhắc tới hai lần phải cầu nguyện mà mấy ông ngủ. He remind them twice to pray, but he both time fall asleep. Lần này lần thứ ba ngài đi cầu nguyện. And this time, the third time he go ngài to cầu a nguyện khẩn thiết. And he pray even harder. Hả? Và gần như là kiệt sức sau 3 tiếng đồng hồ cầu and nguyện. His energy is almost gone. Và thiên sứ ở trên trời, Đức Chúa Cha phải sai một thiên sứ xuống để tiếp sức cho ngài. And the Father God asked the angel come to give him more strength. Và lúc đó những cái mạch máu ở dưới da của ngài bị vỡ ra. And his, you know, all the blood vessel was breaking out almost. Và những cái giọt máu được chảy ra giống như những giọt mồ hôi rất là lớn bị rớt xuống đất. And he sweat but with the blood. Quý vị có khi nào cầu nguyện như vậy không hả? Have you ever prayed like that? Có ai cầu nguyện vậy chưa? Anyone of us here? Tôi cũng chưa. Ngài cầu nguyện kiệt sức và xuất huyết. Và mồ hôi giống như những giọt máu lớn đổ xuống đất. He praying so hard. His sorrow, his pain was coming out sweat like a blood sweat. Nhưng cái lời cầu nguyện của ngài vẫn là như lần trước, xin ý cha được nên. Same prayer like the last couple times. Your will be done. Quý vị thấy Chúa Giêsu xem cái ý của Đức Chúa Trời có quan trọng không ạ? As you all know, how important the will of God to Jesus. Tôi xin mở ngoặc một chút. Chúng ta ở đây nhiều lúc chúng ta coi ý của Đức Chúa Trời rất là bình thường. Sorry to say that, but sometimes we don't let the will of God is the main thing. Mình coi cái ý của Chúa giống như một cái gì đó nó không có đủ cái trọng lượng phải không? Để mà mình phải làm theo. Sometimes the will of God is not weight as much as what we want. Yeah. Nhưng mà đối với Chúa Giêsu thì cái mindset, cái sự suy nghĩ của ngài đó về cái ý của Đức Chúa Trời là hoàn toàn khác. But Jesus' mindset, the will of God is the first thing. Dạ. Thì quý vị nhớ trong Giăng đoạn 6 câu 38, Chúa Giêsu phán như thế này: vì ta từ trên trời xuống chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý đấng đã sai ta đến. So in John chapter 6 verse 38, for I have come down from heaven not to do my own will but the will of him who sent me. Yeah. Chúa Giêsu không còn nói là con chỉ làm theo 9 phần 10 thôi. Ha, còn 1 phần 10 là con giữ lại. Chúa Giêsu không nói vậy. Jesus didn't say I do 9 whatever you say, but the 10th part I won't do it. Chúa nói ta chỉ làm xuống trên trời xuống để chỉ làm theo ý của cha mà thôi. So Jesus said, I'm coming down from heaven to be here, yeah, but only to do the will of God up there. Ở trong Philip đoạn 2, Chúa Giêsu nói như thế này, Thánh Phaolô nói như thế này. So in chapter 2 verse Philip chapter 2. Dạ, yeah, ngài vốn có hình Đức Chúa Trời. Who though he was in the form of God. Yeah. Chúa Giêsu ngài bản thể của ngài là Đức Chúa Trời, ngài là Đức Chúa Trời. Nhưng mà ngài khi mà ngài bỏ cái ngai vị đó, bỏ cái vị trí tối thượng đó để ngài xuống dưới đất. So Jesus himself is God himself, the form of God. He's God himself, yeah, but he leave heaven to come down here. Và ngài không có cái sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là cái điều nên nắm giữ. So he did not count equality with God to be the thing to be grasped. Mà ngài có cái gì quan trọng với hội thánh? But what he seemed important to him? Ý của Đức Chúa Cha. God will. Chỉ vì ý của Đức Chúa Cha thôi, ngài từ bỏ ngôi vị thượng đế, bình đẳng với Đức Chúa Cha và xuống làm người. He's equal with God, but he care about God's will more than himself. Chính ngài đã từ bỏ mình đi.
He emptied himself, taking the form of servant. Dạ, không có cái gì mà Ngài nắm giữ cả. Ngài từ bỏ mình đi. Không còn cái gì Ngài còn giữ riêng cho mình hết. He emptied all of him out. Bởi vì sao quý vị? Bởi vì Ngài muốn vâng phục ý chí của Đức Chúa Cha. Because he wanted obedient to God's will. Dạ. Mà lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. So he take the form of a servant and being born like a human. Yes. Lấy hình tôi tớ. Ngài nói Ngài đến để không phải để được phục vụ, nhưng mà Ngài đến để phục vụ. Cho nên Ngài lấy hình đầy tớ. You know, he come not to be served, but to serve other. Dạ. Rồi, Ngài đã hiện ra như một người, như một con người, chứ không phải thần thánh gì cả, không phải vua chúa gì cả, như một con người. So he appeared like a normal human, not like a holy saint. Dạ. Và Ngài tự hạ mình xuống. You know, he lowered himself down. Dạ. Quý vị nhớ, chúng ta tự hạ mình xuống thì rất là dễ dàng. Amen không? Is that... Nhưng mà Đức Chúa Trời tự hạ mình xuống như một đệ tử là một điều khác biệt hoàn toàn. So as a normal being we can humble ourselves, but the God himself he humbled down to be like us. Tại sao Ngài muốn như vậy? Ngài làm như vậy bởi vì ý của Cha muốn như vậy. Why did he do it? Because God will want it that way. Tại sao Ngài không còn nói, cái này bỏ cái ngôi vị thượng đế, bỏ vinh quang của thiên đàng, bỏ hết tất cả mọi sự mà xuống làm một cái người mà bị tụi nó giết nữa. Thôi, cái này khó quá. Tại sao Ngài không nói vậy? So he didn't tell the Father, oh Father God, I mean I'm a king myself. Why shouldn't I be a servant and dying on the cross like that? I don't want to do that. Và thậm chí Ngài vâng phục cho đến chết và chết. Ở trên thập tự giá là một cái hình thức chết nhục nhã nhất thời bây giờ. But you know what? He chose to be obedient and to the point of death, and that even death on the cross. Yeah. Ý của Đức Chúa Cha đối với Chúa Giêsu thì ý của Đức Chúa Cha còn quan trọng hơn mọi nỗi đau của thân xác. You know, the will of God is more important than the sorrow of the pain he have on the flesh. Amen không quý vị? Amen. Đối với Chúa Giêsu thì ý của Đức Chúa Cha còn quan trọng hơn mọi nỗi đau trong tâm hồn. You know, Amen, the không? Will of God is more important than the sorrow, the pain in, you know, the soul. Yeah. Chúa nói, linh hồn của ta, tâm hồn của ta buồn rầu cho đến chết. My soul feels so sorrow to the point of death. Nhưng mà Ngài vẫn nói xin ý Cha được nên. But he still say your will be done. Cho nên chúng ta hiểu được đối với Đức Chúa Giêsu, cái ý của Đức Chúa Cha còn quan trọng hơn mọi nỗi đau ở bên trong. You know, to Jesus, the will of God is more than any pain he can get. Yeah. Và ý của Đức Chúa Cha còn quan trọng hơn mọi sự sỉ nhục mà Ngài phải gánh chịu trước tòa án của tôn giáo và chính trị thời bây giờ. You know, the will of God is more important than any torment the government can give it to him or even any religion organization to point to him. Có ai ở đây bị đấm vào mặt, bị nhổ râu, bị đổi mạo gai, bị vạ lên trên má, bị nhào báng, rồi bị mặc áo bào vô để mà nhào báng giống như Chúa Giêsu không? Is any one of us going to all the torment he have? Pull the hair from the face, you know, tormented, you know, bitten, and all kind of torment. Yeah. Nhưng mà Ngài chấp nhận mọi sự sỉ nhục để xin ý của Cha được nên. But he rather take all that torment to himself, so the will of God can be done. Yeah. Ngài từ bỏ, Ngài từ ở trên trời xuống, Ngài từ bỏ mọi vinh quang của thiên đàng. Chứ không phải những cái vật chất mình có, mấy cái nhà với xe hơi đồ này đấy không? Ngài từ bỏ thiên đàng, Ngài từ bỏ vinh quang của thiên đàng để Ngài xuống để Ngài vâng phục Đức Chúa Cha. You know, he live in heaven and he leave all the glory of heaven coming down here. Mọi quyền bính ở trên trời và dưới đất Cha giao cho Ngài. Nhưng Ngài nói, còn vâng lời Cha, còn xuống trở thành một người bình thường mà thôi. You know, all the power from heaven, Father give it all to him, but he said,
I just want to come down here so I can be obedient to your will. Nói tóm lại, ý của Đức Chúa Cha đối với Chúa Giêsu là điều quan trọng nhất. So in short, the will of God to Jesus the most important thing. Ý của Đức Chúa Cha phải được vâng phục một cách tuyệt đối. The will of God have to be obedient absolutely. Và ý của Đức Chúa Cha phải được thực hiện bằng mọi giá. The will of God have to be performed in all kind of activity. Đó là cái cách Chúa Giêsu suy nghĩ về cái thánh ý của Đức Chúa Cha. And that's how Jesus think about the will of God. Và Ngài hành động theo thánh ý của Đức Chúa Cha. And he act accordingly to the will of God. Dạ. Vì sao quý vị? Why? Bởi vì ý của Đức Chúa Cha là quan trọng nhất. Because the will of God is what he want to do. Dạ. Trong vũ trụ trời đất này, điều quan trọng nhất không phải là tiền bạc, không phải là danh vọng, không phải là quyền lực, nhưng mà đó là ý của Đức Chúa Trời. So within this creation, the most important thing is not about money, power or anything but the will of God for you. Quý vị có amen không? Amen ha. Amen to to chúng ta amen không? Amen. 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 Rồi. Do đó mọi cá nhân phải tìm kiếm ý Chúa. Therefore, every one of us need to seek the will of God for you. Nguyễn Thanh phải tìm kiếm ý Chúa. Cô Thư Anh phải tìm kiếm ý Chúa. Cô Năm phải tìm kiếm ý Chúa. So every one of us have to seek the will of God for you. Mọi hôn nhân cần phải tìm kiếm ý Chúa. Any marriage need to seek the will of God. Mọi gia đình cần phải tìm kiếm ý Chúa. Any family need to seek for the will of God. Nếu quý vị đồng ý, quý vị amen chung cho tôi ha. If you agree, say amen. Mọi dân tộc cần phải tìm kiếm ý Chúa. All nation need to seek the will of God. Mọi quốc gia cần phải tìm kiếm ý Chúa. All country need to seek for the will of God. Mọi chính quyền phải cần tìm kiếm ý Chúa. All the government need to seek mọi the will of God. Mọi tổ chức đoàn thể cần phải tìm kiếm ý Chúa. Need to seek for the will of God. Mọi ngành nghề cần phải tìm kiếm ý Chúa. Any career you have, you need to seek mọi for the chức vụ, mục vụ cần phải tìm kiếm ý Chúa. Any job you have, you need to seek for the will of God. Tại sao vậy quý vị? Why? Vì ý Chúa là quan trọng nhất. Because the will of God is most significant. Mọi người nói, to you. Not my will. Just say, not my will. Your will be done. Your will be done. Amen. 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 Rồi. Đặc biệt là chúng ta cần phải tìm kiếm ý Chúa trong mọi nan đề. You know, especially you need to seek for the will of God in all trouble you get in. Cần phải tìm kiếm ý Chúa trong mọi hoàn cảnh. In all situation. Amen quý vị. Amen. Chúng ta cần phải tìm kiếm ý Chúa trong mọi lúc. You need to seek for the will of God in all time. Và chúng ta cần phải tìm kiếm ý Chúa trong mọi thời đại. All time, all không anyone. Có ngoại lệ, phải không quý vị? No exception whatsoever. Nhưng mà cho họ một câu, lời Chúa ở đâu? Where is the word of God? Where is the will of God? Lời Chúa ở đâu? Where? Where can you find the will of God? Ý Chúa ở đâu? Ý Where Chúa ở đâu? Where can you find the will of God? Có người nào ở trong Kinh Thánh phải không? Is that the Bible? Amen, đúng rồi. Lời Chúa ở đâu? Ý của Chúa ở trong lời của Chúa. The will of God in the word of God. Nhưng cái người mà nói dối đó thì ý không còn nằm ở trong lời. The people who does not tell the truth is not coming from here. Nhưng mà Chúa là đừng không thể nói dối thì ý của Ngài nằm ở trong lời của Ngài. Amen không? But God is always truthful and not a liar. So his words in here. Mà lời của Ngài ở đâu? His words in the Bible. Ở trong Kinh Thánh. Cho nên cái bí quyết để tìm kiếm ý Chúa là đọc Kinh Thánh. The secret to find the will of God is reading the Bible. Sắp hết giờ rồi.
Cho nên quý vị phải nghe Kinh Thánh. You have to listen to the Bible. Quý vị phải đọc Kinh Thánh. You have to read the Bible. Phải không? Quý vị phải học Kinh Thánh. You have to learn about the Bible. Quý vị phải suy gẫm Kinh Thánh. And you have to meditate và the Bible. Quý vị phải nghiên cứu Kinh Thánh. You have to study the Bible. Thậm chí phải làm cách nào để dỡ Kinh Thánh cho nó lẹ. And you even have to learn how to open fast. Để rồi mục sư dạy về sự sức dầu thì chúng ta sẽ biết cái lời của Chúa nằm ở đâu. So our pastor, when he teach about the anointing, you know where it come from. Amen không quý vị? Ok, bây giờ tôi chừng đó là hết xong rồi ha. Xong rồi, bây giờ đây là lời kêu gọi. Quý vị, nếu mà lời Chúa được ban ra mà quý vị không có đáp ứng, so if the word of God come out and you not respond to it, thì sẽ không có giúp ích gì. It does not benefit you at all. Cái điều kỳ diệu nó xảy ra là khi quý vị đáp ứng lại lời của Chúa. So the word of God, with the miracle happen when you respond to the word of God. Amen không quý ông bạn chị em? Dạ. Nếu mà lời của Chúa đưa ra mà mình không có đáp ứng lại thì coi như là không có giúp ích gì cho mình. So his word come but you don't get it. It does not benefit you. Cho nên lời kêu gọi của tôi sẽ mời mục sư quản nhiệm cầu nguyện cho sứ điệp chiều hôm nay khi quý vị đáp ứng lại cái lời của Chúa, nhưng mà hãy đến với lời của Chúa mỗi một ngày. You know, let's come to the word of God every day. Quý vị có thể đọc một câu gốc thôi cũng được. Coi can, Facebook á, đọc một câu gốc cũng được. You can just memorize the Bible verse. Dạ. Yeah. Ở đi trên xe thì mở cái MP3 Bible ra nghe. You can listen to the MP3 Bible in the car. Nếu mà ở nhà nấu ăn thì mở cái máy iPad, iPhone gì đó mở nó ra nghe. And when you cook at home, you can listen to iPad, iPhone, the Bible at home. Yeah. Hoặc là có người lên internet mở ra trên YouTube bao nhiêu là bài giảng và bao nhiêu cái sự học hỏi hay ho về lời của Chúa. You can go to YouTube but only look for the Bible, okay? Nhưng mà quan trọng là hãy đến với lời Chúa mỗi ngày. But you have to come to the word of God every day. Yeah. Và lời Chúa mời gọi chúng ta ngày hôm nay như thế này. Yeah. So his word invite us today. Trước hết phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. First, seeking the kingdom of God. Quý vị tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, trong đó ông vua của trong nước Đức Chúa Trời đó chính là Chúa Giêsu. You know, in the kingdom of God, the king is Jesus. Các cái luật lệ và mệnh lệnh của Ngài ở trong này. You know, all his rule and regulation is in here. Bản chất của Ngài ở trong này. And his personality in here. Quyền năng của Ngài ở trong này. His power is in here. Có quyền năng trong lời của Chúa. And his word have power. Amen không ạ? Ok. So, mời quý vị đứng lên. Tôi mời mục sư quản nhiệm cầu nguyện. Quý vị nào đáp ứng lại lời Chúa ngày hôm nay, đến với Chúa mỗi một ngày. Lời Chúa là linh lượng. Nếu không, con người thuộc linh của chúng ta sẽ không lớn, và con người xác thịt của chúng ta nó sẽ đánh áp. You know, you have to come to the word of God every day. Respond to his word. If your spirit is not strong, your soul will take over it. And flesh will take over. And the flesh will control it. Cho nên con người spirit mà nó lớn lên là bởi nhờ lời của Đức Chúa Trời. The spirit man will be big through the word of God. Bởi vì lời của Chúa là lương thực cho tâm linh của because chúng ta. Because the word of God is your real food. Không có lời của Chúa, tâm linh của chúng ta không thể lớn. And if you don't have the word of God, your soul and your body. Và nếu tâm linh của chúng ta không thể lớn thì không thể đánh lại xác thịt của chúng ta. And if your spirit man is younger and smaller than your flesh. Nhưng mà khi chúng ta trưởng thành ở trong tâm linh, and when you are maturity in the spirit, chúng ta sẽ có một mối quan hệ gần gũi với Chúa. And you have a very close relationship with và Jesus. Và lúc đó mọi lời hứa trong Kinh Thánh, and that the promise of God, mọi cái sự sức dầu Chúa hứa ban cho, all the anointing of God, mọi sự chữa lành Chúa hứa ban cho, all the healing from God, mọi sự giải cứu Chúa hứa ban cho, and all the rescue and deliverance from God, vị. And become belong to you. Xin mời mục sư.